Xin mời đã quay trở lại với Bơi Channel, lại là mình đây, Hùng Bơi sang đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một số rất quen thuộc trên kênh Bơi Channel của mình, được lên vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đó chính là series Hỏi gì đáp nấy. Và đây là số thứ 55. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào đang quan tâm cũng như đang muốn mua cho mình những dòng iPhone với mức giá tốt nhất, từ iPhone lốc, iPhone quốc tế cho đến là những cái iPhone trả bảo hành CPU chẳng hạn, thì có thể tham khảo ngay tại di động thông minh thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Thì mình thấy rằng là với cửa hàng di động thông minh thì ở đây sẽ có một cái mức giá tốt cùng với chương trình bảo hành hậu mãi khá là tốt. Thế nên là nếu bạn nào cần một cái địa chỉ uy tín để mua hàng thì đây là một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên chẳng hạn. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn NST Việt Mix, nên mua iPhone 7 Plus 128GB full chức năng bypass để làm máy chơi game, fix nghe gọi và tắt nguồn để làm máy chính trong 1 đến 2 năm không anh? Thì với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là nếu như một con iPhone 7 Plus 128GB bypass thì chắc chắn nó sẽ có mức giá khá là rẻ, đâu đó tầm là 3-4 triệu đúng không? 3-4 triệu bạn được có một con máy 128GB rồi hiệu năng chơi game, thì có chip Apple A10 bây giờ mình thấy rằng là nếu như xét về khả năng chiến game ấy thì nó vẫn còn có thể chiến game tốt trong tầm giá, vẫn có thể chơi được 40fps với game PUBG, Liên Quân thì vẫn được 60fps. Thế nên là nếu như bạn không có ngại ngần về cái vấn đề bypass cũng như vấn đề sóng sánh thì mua con máy này để phục vụ cho cái nhu cầu là chơi game thì cũng được. Còn với cái mà sử dụng lâu dài để nghe gọi thì mình chắc chắn là không chắc lắm bạn ạ. Với những dòng iPhone bypass hay là những dòng iPhone lốc thì cái việc trục trặc trong quá trình chúng ta sử dụng hay là gặp một số lỗi chúng ta bị mất bypass, chúng ta bị lốc lại thì cũng mất một khoản tiền khá khá để đi bypass. Thế nên bạn nếu có kiến thức bạn tự bypass được hay bạn tự fix lỗi được trên những cái dòng iPhone bypass thì nó sẽ xứng đáng để chọn sử dụng. Còn nếu mà bạn muốn ăn chắc mặc bền thì mình vẫn không khuyên bạn là chúng ta chọn iPhone bypass nhá. Tại vì với những dòng iPhone bypass, với những người dùng thông thường như mình thì một số lỗi thông thường chúng ta gặp, mình nói là một số lỗi chúng ta thường gặp nha, thì không thể đăng nhập được tài khoản mật khẩu này, chúng ta sẽ không dùng được FaceTime, rồi chúng ta sẽ không dùng được iMessage, rồi một số lỗi như không thể nghe gọi được, tại vì một số dòng iPhone thì không thể nào mà bypass được sóng sánh nghe gọi, ví dụ như một số dòng iPhone đời cao chẳng hạn. Rồi là với những phiên bản update của Apple thì chúng ta cũng không khó có thể update được, khi mà update lên thì nó có thể bị relock chẳng hạn, thì cũng là một vấn đề mà bạn nên cân nhắc. Còn nếu bạn đã có kinh nghiệm rồi, bạn đã vọc qua những dòng iPhone bypass và bạn đã fix được lỗi thì iPhone bypass vẫn là một cái lựa chọn mà cực kỳ ngon để bạn mua về chiến game. Còn về làm máy chính nghe gọi thì mình thấy rằng là nó sẽ hơn xui lắm, vì iPhone bypass thì không bao giờ nó ổn định được. Đến với một câu hỏi cũng liên quan đến iPhone 7 Plus, đó chính là tầm 1 tháng nữa nên mua iPhone 7 Plus không anh? Chứ còn sức khỏe mong được lên sóng. Thì cái này sẽ tùy nhu cầu của bạn nha. Ví dụ như là nhu cầu của bạn, bạn chỉ cần một chiếc máy thương hiệu mạnh, rồi là dùng mượt mà với những trải nghiệm thông thường Facebook, Zalo, TikTok là được. Còn bạn cũng chỉ chơi một số game nhẹ như kiểu Liên Quân hay Free Fire thì với con iPhone 7 Plus nó vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu của bạn. Còn nếu bạn đang muốn kiếm cho mình một chiếc máy có thiết kế mới mẻ hơn, rồi có một cái viên pin trâu và một cái hiệu năng mượt mà và một cái nhiệt độ vừa phải để chơi game, thì mình thấy rằng là iPhone 7 Plus bây giờ nó đã đuối rồi, chứ khó mà có thể chơi game được tầm 2 đến 3 năm tới nhá. Và với những trải nghiệm thực tế của mình thì khi mình chơi game trên con iPhone 7 Plus này thì mình thấy nó gặp một số vấn đề như sau. Là chơi game trong khoảng tầm 10 phút đầu thôi thì máy đã ngay lập tức bị giảm độ sáng màn hình. Điều đó khiến cho cái trải nghiệm của chúng ta trở nên khó chịu. Và hơn nữa thì khi mà chúng ta chơi game với những tựa game nặng như kiểu PUBG, trong khoảng tầm 10 đến 15 phút thì máy đã lập tức tỏa nhiệt rất là mạnh ở cái phần mặt sau của máy, nhiệt độ lên đến là 47 cho đến 48 độ C so với lần trước thì mình đã có test cho bạn xem rồi. Ngoài ra thì con iPhone 7 Plus thì nó có một vấn đề, đó chính là pin của nó không quá trâu. Nếu như bạn chơi game ấy thì cái nhu cầu thì chỉ được tầm là 2,5 cho đến là hơn 3 giờ chiến game liên tục mà thôi, và nó không có jack cắm tai nghe 3.5. Chính vậy thì bạn phải hy sinh ở cái việc đó chính là chúng ta không thể nào mà cắm được tai nghe khi mà chúng ta chơi game và khi mà chúng ta cắm sạc cùng lúc. Thế nên là nếu như bạn muốn có được một con máy nó hoàn hảo hơn thì mình khuyên bạn là chúng ta nên tích tiểu thành đại và nên mua con iPhone 8 Plus, thì mình thấy rằng là nó xứng đáng để dùng lâu dài hơn. Còn thì mình thấy là con iPhone 8 Plus nó sẽ xứng đáng sử dụng lâu dài cũng như để chơi game hơn. Còn iPhone 7 Plus thì nó chỉ phù hợp với những cái mục đích sử dụng căn bản hoặc là bạn mua cho phụ huynh thôi. Đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Thiên, cho em hỏi là Samsung Galaxy S6X có xài tốt tại thời điểm hiện tại không anh? Em muốn được lên TV. Với câu hỏi của bạn Nguyễn Thiên thì mình thấy rằng là với sản phẩm Samsung Galaxy S6X thì mình thấy trong thời điểm hiện tại thì nó không còn được tốt nữa rồi. Với con chip Exynos là 7420 thì mình thấy là cái hiệu năng của nó bây giờ thì nó sẽ khá là kém bạn ạ. Với những tác vụ căn bản hàng ngày Facebook, Zalo hay là bạn lướt qua một số cái video trên YouTube thì nó đã gặp tình trạng giật lag cũng như khựng khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì
nếu bạn đang cần một chiếc máy căn bản dùng thì mình thấy rằng là Galaxy S6X nó vẫn khá là tốt. Tại vì căn bản là với con Samsung Galaxy S6X này thì nó vẫn có những điểm mạnh. Thứ nhất là về phần thiết kế, S6X là một con máy có một cái thiết kế màn hình cong các bạn ạ. Và đó là một cái điểm ấn tượng cực kỳ trong khúc giá loanh quanh 2 triệu khi bạn mua con Samsung Galaxy S6X này. Ngoài ra, S6X có một cái thiết kế rất cao cấp, hoàn thiện từ hai mặt kính này. Chúng ta sẽ có khung viền kim loại này, và đặc biệt là camera của sản phẩm Samsung Galaxy S6X bây giờ nó vẫn có thể có một chất lượng chụp ảnh rất là tốt. Tại vì cá nhân mình thì trước đây mình đã dùng cái sản phẩm Samsung Galaxy S6 và S6X một thời gian là hơn 1 năm, thế nên là mình đã có rất nhiều trải nghiệm với chiếc máy này, và mình thấy rằng là trong thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một chiếc máy tốt. Nếu như bạn bỏ qua được vấn đề hiệu năng chiến game cũng như là muốn có những trải nghiệm mượt mà thì mình thấy là con này nó không còn đáp ứng tốt. Còn xét về những yếu tố như là màn hình đẹp này, thì màn hình 2K này, rồi là thiết kế cao cấp này, rồi là camera ngon này, thì với sản phẩm Galaxy S6X vẫn là một cái lựa chọn đáng chọn trong phân khúc giá tầm là 2 triệu đồng. Đến với câu hỏi của bạn Lê Hữu Thắng. Anh ơi, con chip Helio G90T và Snap 720G, con nào mạnh hơn? Em chỉ cần hiệu năng thôi ạ, mong anh trả lời. Thì mình thấy rằng là hiệu năng thì chắc chắn là con chip Helio G90T nó sẽ mạnh hơn đâu đó 20-30% so với con 720G. Các bạn có thể xem lại những video so sánh con 720G và video chiến game trên G90T của mình nhá. Thì mình thấy rằng là về cái mức setting game này, về những trải nghiệm chơi game, hầu như là con Helio G90T nó đều có một cái mức đồ họa cao hơn và một cái mức FPS nó cao hơn so với con chip Snap 720G. Tuy nhiên thì với con 720G nó lại có một cái điểm cộng so với G90T, đó chính là về cái phần ổn định cũng như là nhiệt độ. Ví dụ như khi nó chơi ở 40fps thì cái FPS của nó sẽ đều hơn và cái nhiệt độ của nó sẽ mát hơn so với con G90T. Còn xét tổng thể lại về phần hiệu năng thì mình thấy là con G90T nó vẫn có hiệu năng là mạnh hơn so với 720G nhá. Nếu bạn chỉ cần hiệu năng thôi thì mình thấy là nên chọn con Helio G90T. Đến với câu hỏi của bạn Duy Nguyễn. Anh ơi, giữa sản phẩm Redmi K20 Pro và iPhone 8 Plus Lock thì nên chọn con nào vậy? Nhu cầu của em là chơi game xem phim, chúc anh sức khỏe, mong được trả lời. Ở đây thì mình đã có một con Redmi K20 Pro, và cá nhân mình thấy rằng là mình đã trải nghiệm hai con máy này rất là nhiều rồi. K20 Pro thì mình đã dùng hơn một tháng nay, và với sản phẩm iPhone 8 Plus thì mình cũng đã có một thời gian trải nghiệm đủ nhiều để có thể so sánh được hai con máy này. Và cá nhân mình thấy rằng là với sản phẩm Redmi K20 Pro bây giờ nó sẽ ngon hơn là so với iPhone 8 Plus nhá. Xét về phần thiết kế của K20 Pro, màn hình full viền, trải nghiệm xem phim, chơi game nó sẽ đã hơn. Xét về phần hiệu năng thì với con Redmi K20 Pro thì mình thấy rằng hiệu năng bây giờ của nó cũng đã nhỉnh hơn so với sản phẩm iPhone 8 Plus rồi. Và xét về phần nghe gọi thì con Redmi K20 Pro nó có cái điểm lợi hơn so với iPhone 8 Plus Lock. Nó không cần dùng SIM ghép và nó sẽ dùng được 2 SIM. Chính vậy thì nghe gọi của nó cũng sẽ ổn định và sẽ ngon hơn là so với sản phẩm iPhone 8 Plus Lock. Nói chung là với cái nhu cầu của bạn thì mình thấy rằng là con Redmi K20 Pro nó sẽ phù hợp nhất. Còn iPhone 8 Plus Lock thì mình thấy rằng là thôi, anh em nào thích iOS thì dùng, còn anh em nào mà muốn có được nhiều trải nghiệm hơn thì nên mua K20 Pro nhé. Đến với câu hỏi của bạn Trọng Phúc. Em đang có 6 triệu và dự tính mua con iPhone 8 Plus Lock, anh nghĩ sao về vấn đề này? Chúc anh nhiều sức khỏe. Thì mình thấy rằng là với phân khúc giá 6 triệu bạn định mua iPhone 8 Plus Lock thì nó cũng khá xứng đáng thôi. Nếu bạn đang cần một chiếc máy có hiệu năng ổn định trong phân khúc giá 6 triệu thì iPhone 8 Plus nó có này. Nếu bạn đang cần một chiếc máy đến từ Apple thì gần như trong phân khúc giá 6 triệu phiên bản iPhone 8 Plus Lock thì gần như nó hoàn hảo nhất rồi. Nếu bạn không thích hàng Lock mà bạn chọn iPhone 7 Plus thì mình thấy nó sẽ hơi đuối nhẹ một chút. Tuy nhiên bạn vẫn phải biết một số điểm yếu của hàng Lock để có thể là cân nhắc nhá. Ví dụ như hàng Lock thì sóng sánh nó không được ổn định như là chúng ta dùng với phiên bản hàng quốc tế, và đặc biệt là nếu như bạn sống ở một số tỉnh thành mà nó xa trung tâm ấy, sóng sánh nó không ổn định, hay là bạn sống ở trung tâm mà bạn ở chung cư chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta đi lên xuống tầng thang máy này, hay là chúng ta xuống gầm hầm gửi xe, hay là bạn đi chơi ở một số trung tâm thương mại thì chúng ta sẽ thường xuyên bị gặp tình trạng là chúng ta bị mất sóng, và điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc liên lạc của chúng ta. Ngoài ra thì hàng Lock chúng ta vẫn còn gặp một số vấn đề như kiểu là FaceTime này, rồi iMessage các thứ, thì đối với một số phiên bản thì nó sẽ không có, và đặc biệt đó chính là cái khả năng phát sóng wifi nữa các bạn ạ. Thế nên là nếu mà bạn đang cần một chiếc máy thiên về hiệu năng, bạn cần một chiếc máy để chiến game thì iPhone 8 Plus Lock là một cái lựa chọn phù hợp. Còn bạn đang muốn kiếm một chiếc máy để có thể có khả năng nghe gọi ổn định này, sử dụng lâu dài một cách ngon lành, thì mình không khuyên bạn là chọn hàng Lock đâu. Còn với phân khúc giá 6 triệu thì với sản phẩm iPhone 8 Plus hàng Lock gần như là nó quá ngon trong tầm giá rồi. Chẳng qua là chỉ có một số dòng flagship Android hay là một số dòng flagship killer của Android thì mới có thể chơi lại được con iPhone 8 Plus này. Đến với câu hỏi của bạn Vinh Nguyễn Kim. Anh ơi trong thời điểm này có khoảng 3-4 triệu thì nên mua V Smart Lite hay máy nào ạ? Em sử dụng để chơi game là chính, mong trả lời thắc mắc, mọi người giúp em lên top nhé. Với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là 3-4 triệu để chọn cái sản phẩm V Smart Lite thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ xứng đáng với những gì bạn được. Ví dụ như là V Smart Lite có những điểm cộng, màn hình của nó không tay thỏ, không giọt nước,
Ngả bế vân tay dưới mặt, tăng phân khúc giá 4 triệu đồng gần như là nó rất xứng đáng rồi. Ngoài ra thì Vsmart Line cũng được trang bị con chip là 675. Thì mình thấy đang có chiếc 675 này, tuy hiệu năng bây giờ trong phân khúc giá 3 đến 4 triệu nó không phải vô địch, tuy nhiên hiệu năng của nó cũng sẽ đủ đáp ứng được tốt cái nhu cầu của bạn. Nếu như bạn mà chọn hàng chính hãng thì chắc chắn chỉ có lựa chọn Vsmart Line là ngon nhất, hoặc là bạn có thể chọn cái sản phẩm Realme C3 Pro thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là với sản phẩm Realme C3 Pro thì nếu như so sánh về mọi mặt thì Realme C3 Pro nó chỉ ăn được một chút về phần hiệu năng, đó là tầm 10 đến 15%, còn tất cả mọi thứ thì gần như là thua kém so với sản phẩm Vsmart Line toàn bộ. Còn nếu bạn có thể chọn được những sản phẩm hàng sách tay hoặc là hàng flagship hàng cũ thì mình thấy rằng trong phân khúc giá 3-4 triệu bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ như là Realme Q hay là với sản phẩm Redmi Note 8 Pro thì mình thấy hai cái lựa chọn này khi bạn bỏ ra để mua hàng sách tay thì nó sẽ xứng đáng hơn. Realme Q sẽ có con chip mạnh hơn, hỗ trợ khả năng chơi game ngon lành hơn, và đặc biệt là với sản phẩm Redmi Note 8 Pro là một trong những con máy gần như là vô địch trong phân khúc giá 4 triệu đáng để bạn lựa chọn. Ngoài ra thì nếu bạn không chọn hàng chính hãng hay hàng sách tay mới thì bạn có thể chọn những dòng flagship hàng cũ. Ví dụ như trong phân khúc giá 4 triệu thì bạn có thể chọn được cái sản phẩm LG V40 hay là cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 chẳng hạn, thì cũng rất đáng đồng tiền bạc gạo của bạn bỏ ra. Nói chung thì nếu bạn chọn hàng chính hãng, Vsmart Line là ngon rồi, hoặc là nếu bạn muốn thiên về hiệu năng một chút, còn những yếu tố còn lại thì không quan trọng, thì có thể là chọn cái sản phẩm Realme C3 Pro. Còn chọn hàng sách tay thì bạn có thể chọn cái sản phẩm Realme Q và Redmi Note 8 Pro. Chọn hàng flagship hàng cũ thì bạn có thể chọn cái sản phẩm LG V40, hoặc là bạn có thể chọn những dòng sản phẩm đời cũ đến từ nhà Xiaomi như kiểu Mix 2S hay là Mi 8 chẳng hạn. Đến với câu hỏi của bạn Domino cho mình hỏi, con iPhone 7 Plus mình sạc nó nóng cũng khá, mình xài sạc Mercedodo có ảnh hưởng gì không ạ? Và hiện tại pin charge còn 89%, còn sử dụng tốt, ổn định tầm bao lâu nữa? Mình cảm ơn, mong được AD trả lời, chúc anh sức khỏe. Với câu hỏi của bạn thì mình thấy rằng là con iPhone 7 Plus là một con máy, con chip bây giờ là con chip Apple A10, kể cả là cái việc sạc pin hay là cái việc trải nghiệm game thì nó đều nóng. Và không chỉ là iPhone 7 Plus đâu, kể cả là iPhone 11 của mình ở đây dùng một cái bộ sạc đến từ thương hiệu là Xiaomi hay Anker hay là những thương hiệu khác, khi mà sạc pin cho nó thì nó đều tỏa nhiệt ra các bạn ạ. Và cái tỏa nhiệt ở đây là do cái điều kiện các bạn sạc pin. Ví dụ như các bạn đang sạc pin trong một cái môi trường nó kín quá và nhiệt độ nó phòng nó hơi cao thì chắc chắn là nó sẽ nóng lên, ran lên cái phần mặt lưng luôn. Hoặc là bạn sạc pin ở trong cái điều kiện là ánh sáng mặt trời đang chiếu vào máy ấy, thì nó cũng bị nóng lên, tỏa nhiệt ra rất là nhiều. Và bạn nên sạc nó ở trong cái môi trường nó mát mẻ một chút và tránh những cái nơi mà có nhiệt độ cao, cũng như tránh những cái nơi mà có ánh sáng mặt trời nhá. Như vậy thì nhiệt độ của máy nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta không nên sử dụng vừa sạc mà vừa dùng, như vậy thì nó sẽ làm cho nhiệt độ của máy trở nên nóng hơn. Và mình thấy rằng Mercedodo là một cái thương hiệu mà sản xuất những sản phẩm phụ kiện khá là tốt, thế nên là mình cũng khá là yên tâm khi mà sử dụng cái sạc của Mercedodo. Ngoài ra thì pin charge tầm 89% là một chuyện bình thường nha bạn. Bạn hãy đợi nó charge tầm là 75%, lúc đó chúng ta đi thay pin cũng chưa muộn. Tại vì căn bản là với con iPhone 7 Plus này, nếu như bạn là đang dùng một con máy zin đúng không, pin charge tầm 89% nếu như bạn đi thay pin thì chúng ta sẽ đánh đổi khá nhiều thứ, như ví dụ như là mất kháng nước chẳng hạn. Tại vì khi mà thay pin ra ở Việt Nam, chúng ta bung ra mà không có được cái keo giống như kiểu keo của Apple ấy, thì khi mà chúng ta ráp lại thì nó sẽ mất đi khả năng kháng nước. Thì đây là một cái điểm khá đáng tiếc trên những dòng điện thoại iPhone có kháng nước khi mà chúng ta đi thay pin. Và mình thấy là 89% thì chúng ta vẫn có thể sử dụng toàn bộ cái hiệu năng của con máy và không ảnh hưởng gì hết nhá. Đến với câu hỏi của bạn kênh Bốc Phép, anh ơi 4 triệu thì nên mua điện thoại gì để chơi game được tầm 2 đến 3 năm? Thì mình thấy 4 triệu thì mình khuyên bạn là chúng ta nên chọn những dòng flagship hàng cũ, ví dụ như LG V40 ThinQ hay là LG G7 này, hoặc là bạn có thể chọn một số dòng sản phẩm khác như mình đã nói ở trước là Xiaomi Mi 8 rồi là Sony XZ2 chẳng hạn. Nếu bạn chọn hàng mới thì mình thấy rằng là trong khúc giá 4 triệu chỉ có con Redmi 8 Pro là nó đã đáp ứng tốt cái nhu cầu của bạn để có thể chơi game tầm 2 đến 3 năm mà thôi. Nhưng mà ở đây thì bạn lại yêu cầu mình là chọn hàng chính hãng thì thực sự là hơi khó khăn mà chỉ có thể chơi game được 2 đến 3 năm các bạn ạ. Hàng chính hãng thì chỉ có hai lựa chọn trong khúc giá này mình thấy rằng là ổn áp nhất là Vsmart Line và Realme C3 Pro. Và hai con máy này thì mình thấy là nó chỉ chơi game tốt trong vòng loanh quanh 1 năm thôi, chứ còn lên đến 2 3 năm thì mình thấy trong phân khúc giá tầm là 7 8 triệu hàng chính hãng cũng hơi khó khăn, chứ đừng nói là bạn ở mua trong phân khúc giá 4 triệu. Chứ vậy thì bạn nên chuyển hướng sang những dòng điện thoại flagship hàng cũ hay là hàng sách tay để có được một cấu hình nó ngon hơn nhá. Rồi, đó chính là tất cả câu hỏi có trong số hỏi thì đáp lấy lần này. Thực sự là hôm nay mình hơi ốm nên là những câu hỏi trả lời của mình cũng chưa được xuất sắc cho lắm. Hy vọng anh em sẽ để lại cho mình một ý kiến đóng góp ở dưới phần bình luận của video này, nếu như câu trả lời của mình nó có gì đó sai sót hay là nó có gì đó không đúng nhá. Và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cũng có thể đặt dưới phần bình luận của video này luôn để mình có thể trả lời được một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.